Thưa quý vị, một thành phố ở miền Nam Tây Ban Nha trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới áp dụng biện pháp là đặt tên và phân cấp các đợt nắng nóng, tương tự như là cách phân cấp những cấp bão nhiệt đới và lốc xoáy, nhằm bảo vệ người dân trong bối cảnh nắng nóng khắp các nghiệt diễn ra thường xuyên hơn. Dự án thí điểm này sẽ được triển khai một năm tại Sevilla, một trong những thành phố có nhiệt độ cao nhất ở Tây Ban Nha. Tại đây, các đợt nắng nóng sẽ được phân loại thành 3 mức độ. Một thuật toán sẽ dự báo các đợt nắng nóng trước 5 ngày và xếp hạng chúng dựa theo nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Đối với từng mức độ dự báo thì chính quyền địa phương sẽ có những biện pháp hỗ trợ riêng biệt cho người dân như là mở cửa bể bơi công cộng hay bố trí nhân viên chăm sóc y tế cho người cao tuổi. Giới chức thành phố đã nhanh chóng áp dụng hình thức phân loại nắng nóng này sau khi Tây Ban Nha trải qua đợt nắng nóng tới sớm kỷ lục. Theo Đài khí tượng quốc gia IMD, tháng 5 vừa qua, nước này đã ghi nhận nhiệt độ trung bình cao nhất trong vòng 58 năm qua và tần suất các đợt nắng nóng diễn ra cũng tăng gấp đôi so với các thập kỷ trước. Sáng kiến này là một sản phẩm kết hợp giữa chính quyền thành phố Sevilla và Trung tâm ứng phó Adrian Ash Rockefeller, một đơn vị nghiên cứu các hành động giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu.